chào cả nhà đến với kênh của bé Thị Tiêu nha. Đây là bé Thị Tiêu đang làm ăn. Cố gắng lên nha chị ba ơi. Hôm nay có này cái bạn đi theo nữa. Cố lên nha. Sắp có nụ cười đẹp rồi đó. em đi hai lần rồi đó. Anh Tài đi lần đầu đúng không? Đi lần đầu với Tiêu đúng không? Ừ, đi lần đầu với Tiêu. Không, đi hai lần nữa. Lần thứ khác. Mà em vô đây em sợ lắm nha anh Tài. Lúc đó anh vô cũng sợ nhưng mà sợ anh làm nhanh lần ở đây luôn. Đúng rồi, cũng ở đây. Huy đi với anh Tài mà. Đúng rồi. Em như em sợ, em là em từ nhỏ lên sẽ thích nhất. Rồi tí nữa tới công đoạn này sẽ quay nhà coi tiếp thôi. Đây cả nhà, đây là chị ba đang làm nha. Đó. Cả nhà hãy để ý cái bàn chân của chị ba lắc đó. Cảm thấy là đang đau nhé nha. Này thì sợ, đang sợ mà. Cảm giác sợ anh cái gì, cảm giác cao. Đúng rồi, em cũng sợ mà. Đó, 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 đó. Đây nè, chị ra đây nằm. Tí nữa quay nhà coi tiếp. Đang làm. Đây, tôi gắn mắt cà vậy nha cả nhà. Sợ không bé Tiêu? Không hả? Giữ người ta sao nãy không có camera mới sợ mà. Rồi. Tháo ra cho cả nhà xem đi. Ngại hả? Thì nửa cũng thấy à, thà tháo bây giờ đi cho cả nhà xem. Bữa nào đỡ đau tháo đi. Đâu có đau đâu. Đó, bé Tiêu gắn mắt cà xong rồi nha. Bây giờ thì đi về. Thì làm biết rồi quen á. Đi về thôi. Cả nhà, bé Tiêu đã về cả nhà rồi nha. Đây là tô cháo. Đây. Cháo rất là nóng luôn. Không biết dừng, nó không biết ngay được. Nâng cầm camera cho bé Tiêu Tài nha. Hello, xin chào cả nhà. Không biết ngay được. Ăn nước đại tử quen hả bé Tiêu? Thiệt. Bác sĩ dặn là 1 đến 2 tuần là nó quen từ từ à. Sao cả nhà do là răng bé Tiêu á. Ở bên trong là răng nó bị ngắn á. Nên là bác sĩ phải thêm cái cục đi vào á. Em không có nghe được. Mời cả nhà ăn cháo. Thổi ha. Ngon quá. Cố gắng ăn đi. Ăn không được cũng phải gán ăn. Bác sĩ làm xong, bác sĩ cứ dặn gì cũng đang được. Bác sĩ dặn là đừng có ăn mấy cái đồ mà Dài rồi cứng. Cái đồ cứng á, thì nó văng cái mắc cài ra cả nhà. Nó tróc mới mắc cài ra hả? Cả nhà đừng có coi video này trước khi ăn cơm, đang ăn cơm nha. Ăn vô với em đi. Đây này. Xin chào cả nhà. Bé Tiêu ăn cháo đi. Vừa nãy làm chắc 2 tiếng hay nhỉ? Ừ, hơn chứ. Từ 3 giờ rưỡi cho tới gần 6 giờ luôn á nhỉ. Làm mẹ ngủ đó cả nhà. Không đau à? Không biết nữa, nói chung là không có đau. Không đau thiệt nha, không phải nói dối. Dạ. Yeah. Hơi cũng hơi khó chịu à. Nhưng mà mình chịu được đau như thế, chịu được. Hồi nãy làm mà em ngủ gục luôn hả? Em ngủ luôn ấy, cứ không có gục. Ngủ luôn. Dữ vậy ta. Giờ ăn cảm giác như thế nào? Cảm giác nó rất là khó chịu. Dạ. Yeah. Không có nhai được. Nút được. Được. À, nhai từ từ với cho nó quen á, chứ để không nhai sao ăn cơm được. Ăn nhai thử từ từ đi. Xíu nữa đi mua cái kéo. Kéo gì á?
ăn cắt hình. Để anh ngồi chăm sao lại cho em coi. Đây ăn thử rồi coi. Một tuần nữa đi đi khám lại. Khám lại. À, người ta có bảo nhổ răng nào á? Nhổ răng à? Bác sĩ chưa nói, nhưng mà một tháng nó sẽ nhổ. Ừ. Nhổ mấy cái răng nhân bên này nè. Bác sĩ nói làm xong nó có khó chịu không bác Tiêu? Có chứ. Nó cụm cụm đúng không? Ừ. Anh nghe nói là làm niềng á, là hay dễ bị lỡ miệng á. Em có nhai giả được. Chưa quen đúng không? Gán tập ăn từ từ đi. Giống như em bé tập ăn lại từ đầu vậy. Vậy là phải ăn cháo không à, để cho nuốt dễ. Ủa Huy đi đâu rồi? Huy hồi nãy mua đồ dưới á. Chú ăn ở dưới hả? Ờ. Khó chịu lắm luôn đó. Nhai cái sườn nó gáy cái tó. Không có đâu, cứ nhai bình thường chứ không sợ gì hết. Đây mình kế mà, gãy ngày qua mình làm liền. Nói chứ không sao đâu, ăn bình thường đi không sao hết. Hồi nãy kêu cháu Hào ở đâu ăn thử con Hào đi. Thôi không ăn được đâu. Sao vậy? Nè, em nhìn con Hào nè. À. Cắn. Cắn. Bùng luôn cái mắc cài quá. Không đâu. Ăn thử đi. Anh tắt camera đi. Rồi ok, ăn đi nha. Hello cả nhà. Giờ em sẽ làm tăm nước cho mấy hạt tiêu sau khi đã ăn no cơm no rượu say rồi. Này hồi nãy là nó tặng phải không mấy hạt tiêu? Đúng rồi nha, Khoa tặng á. Em không biết lắp ráp. Đây là cái tăm nước này. Có dây sạc nữa hả thầy? Có, cái này xài bằng điện mà. Ủa vậy hả? Mỗi lần cái này em bỏ nước vô đây nè. À. Rồi em bỏ nước vô cho. Nè, bỏ nước vô đây nè. À. Cái này thì nó có nhiều cái đầu á, đầu để mình đánh. Cái chứ anh nghĩ là nên sử dụng cái này nè. Dạ. Anh gắn cho em đi. Ừ, để anh gắn. Ngực yếu mới xém ra nè. Anh đang mệt lắm. Anh đang mệt lắm. Rồi nè, cái này tiêu. Vô bơm nước này sử dụng thử đi. Sau khi mà gắp gắp xong rồi, đây là cái toilet. Cái nước bình thường thôi cậu. Ừ, quá bình thường à. À đó. Sao còn làm sao? Nó có mạnh không? Nhiều chế độ ấy. Ờ cái nhẹ cái thôi. Là mạnh nè. Chế độ nhẹ thôi. Là mạnh nữa. Đây là cái nhẹ thôi. Nhẹ hả? Ừ. Này cái này. Được rồi đó, anh chị hết được rồi đó. Tắt nha. Ừ. Đưa em làm. Sao vậy? Không muốn gắn rồi nha. Rồi sao nó bắn nhiều tiêu của người ta. Thì nó bắn như thế mà. Đưa đây em làm thử coi. Ủa? On off à. Không có. Chị lo thấy em miệng răng vì thích sao? Thích có lạ không? Thì thấy lạ, lạ em... nhất rồi. Là nhất là cái khúc mà chị thấy bé muốn gì đó. Chị thấy nó là lại khúc đó. Tại vì cái sao tình nó bị cụm á. Ừ. Rồi bác sĩ có nói là mình kiêng cử gì không bé? Kiêng cử cứng, đồ mềm, mềm mà nó dính á, nó mới độ dai. Ừ. Rồi mình phải là niềng này trong bao nhiêu lâu rồi mới được? 2 năm ạ. 2 năm rưỡi. Chết chưa? Này không, mà mình muốn đẹp thì mình phải chịu thôi. Đúng rồi. Ai? Không đâu. Không đâu thiệt nha. Nhưng mà mai nó bắt đầu với ê đó. Vậy là mình phải đợi vậy mỗi ngày rồi bé sẽ có thay đổi một gì vào chút xíu đúng không? Chắc thế nhỉ. Không
đúng rồi. 5 rưỡi sau là khuôn mặt chị như thế nào không? Răng đều luôn á. Đều chứ ai nè. Chị La có muốn đi làm không? Chị Ba dẫn đi làm kìa. Khi nào tôi có tiền đó là tôi sẽ đi. Nhưng mà răng chị Loan đẹp mà, đâu có gì đâu. Nhưng mà chị cười thì chị bảo. Đâu? Cười trên giả coi coi. Chị cười trên video của chị nhiều rồi. Nhưng mà khi mà niềng răng á, lúc trước chị cũng có định đi niềng rồi. Mà má chị với gì chị nói để vậy đi có sao đâu. Ừ, nhưng mà răng chị đẹp mà, nếu mà em mà đẹp niềng. Không, răng chị Ba là phải đi niềng đó. Niềng đi. Cười cái coi. Cười vui tươi coi. Bây giờ thì đã tiêu rất cái video tại đây nha cả nhà. Dữ dằn ha.